Đây là tên sát nhân hàng loạt quỷ dị nhất mà tôi từng xem qua trước đó. Đối mặt với kiểu hành hình Trích Điện tàn nhẫn như thế, mà hắn vẫn có thể hát được. Sau đó điện trích đến nỗi phụt cả khói ra, hắn không sợ sao? Có một điều còn quỷ dị hơn nữa, là trước khi chết hắn có một yêu cầu duy nhất, chỉ là bắt tay với thám tử đã bắn hắn, để biểu đạt thành ý. Thật sự là quỷ dị mà. Cuối cùng hắn chỉ để lại một câu nói, đó là tại sao giữa hai dòng chữ Jock Lyons và Anton Spakovsk lại có một khoảng trắng. John Habis chỉ cười khẩy một cái, nghĩ rằng tên này nói năng vớ vẩn trước khi chết mà thôi. Nhưng anh không hề biết rằng, đây là manh mối liên quan đến mạng sống của anh. Tên sát nhân hàng loạt này là Garis. Hắn ngồi lên ghế điện và ngân nga một bài hát, cho đến giây phút cuối cùng. Ngày hôm sau, trong thành phố lại xuất hiện một vụ án giết người. Nạn nhân khi chết miệng tím đen, trước ngực còn xăm một chữ số. Kết quả kiểm tra cho thấy trong người nạn nhân có một lượng thuốc độc lớn. Habis rơi vào trạng thái hoang mang. Cách thức gây án này giống hệt với Garis từng làm. Không chỉ có thế, hung thủ cũng có sở thích dọn dẹp hiện trường sau khi gây án, cũng ngủ tại hiện trường đến khi trời sáng. Sau đó ăn sáng xong mới rời đi, thậm chí còn để lại cả dấu vân tay. Nếu nói tất cả đều là trùng hợp, thì những điều sau đó càng khiến Habis hoang mang hơn. Trên tường có dòng chữ, tại sao giữa hai dòng chữ Jock Lyons và Anton Spakovsk lại có một khoảng trắng? Chris rõ ràng là đã chết rồi, trừ khi hắn ta còn có thêm tòng phạm nữa. Habis sau khi điều tra ở mọi mặt, thì biết được nhà kho bị bỏ hoang này từng có một bảng vinh danh. Anh tìm được cái bảng này, và phát hiện ra rằng giữa hai dòng chữ Jock Lyons và Anton Spakovsk quả thực là có một khoảng trắng. Sau khi tìm kiếm, Habis biết được rằng khoảng trắng này vốn dĩ là tên của một vị cảnh sát tên là Milano. Vị cảnh sát này từng vinh dự được nằm trong bảng tên 10 cảnh sát xuất sắc nhất. Nhưng nửa năm sau, anh trở thành hung thủ giết người, cuối cùng tự sát trong một căn nhà gỗ ở cánh rừng sâu. Con gái của ông ấy từ đấy cũng ẩn cư. Habis tìm đến nhà Milano. Cô gái này tên Greta Minalo. Cô hỏi Habis rằng tên giết người Rhys có phải trước khi chết rất thích hát không. Habis ngạc nhiên vô cùng, cô ấy làm sao mà biết được chuyện này. Greta nói rằng năm đó bố cô tưởng rằng ông đã phá được vụ án giết người hàng loạt, nhưng không ngờ rằng lại trở thành kẻ giết người đó. Ngày ông tự sát, đã nói với người nhà rằng manh mối đã đứt, không có cách nào tìm ra được. Sau đó ông một mình tên căn nhà gỗ trong rừng và tự sát. Greta nói rằng bố cô trong sạch và còn khuyên Habis nhanh chóng chạy trốn đi, đừng quay lại nữa. Quay về sở cảnh sát, bọn họ mở băng ghi hình tội phạm vào những năm 90, xem được một đoạn vi quỷ dị của tên tội phạm đã tử hình trước đó. Những tên phạm nhân này trước khi bị xử tử đều lặp lại một câu nói Hy Lạp cổ. Habis tìm chuyên gia ngôn ngữ đến để phiên dịch. Ngay lúc này, anh lại nhận được cuộc gọi báo án giết người. Nạn nhân cũng giống lần trước chết trong buồng tắm, cùng một loại thuốc độc, trên tường cùng một dòng chữ, cùng một cách thức giết người. Nhưng rõ ràng là tên sát nhân này đã chết rồi cơ mà. Để tìm ra sự thật, Habis đã quyết định lái xe đến căn nhà của vị cảnh sát tự sát trước đấy. Dưới hầm của căn nhà, anh phát hiện ra vị cảnh sát để lại một dấu tích trên mặt bảng Azazel. Quyển sách đầy bụi bặm này lại có ghi chép lại những tư liệu liên quan đến ác quỷ Azazel. Lẽ nào mọi chuyện đều có liên quan đến con ác quỷ này? Quay về cục cảnh sát, Habis nhận được bản phiên dịch tiếng Hy Lạp cổ. Nội dung của nó là: ta không có cách nào thâm nhập vào cơ thể ngươi, nhưng cho dù có thâm nhập được cũng chẳng thú vị gì. Ta muốn được thấy dáng vẻ sống không bằng chết của ngươi. Siêu năng lực của Azazel. Bạn đã đoán ra được chưa? Đúng vậy, chính là năng lực dịch chuyển linh hồn. Azazel chỉ cần chạm tay vào con người là có thể chuyển dịch linh hồn được. Mà những vụ án giết người hàng loạt gần đây, những hung thủ bắt được đều là người vô tội bị hại. Lúc này đồng nghiệp của Habis đối mặt với anh và có câu hỏi rất quỷ dị: có biết làm thế nào để tiêu diệt ác quỷ không? Người đàn ông này cất tiếng hát bài hát trước đó mà tên sát nhân từng hát. Tiếp đó anh ta chạm vào một người khác, người này lập tức hát tiếp. Sau đó là một người nữa, lại một người nữa. Trong vài phút ngắn ngủi mà con ác quỷ đã thâm nhập vào cơ thể của bao nhiêu người. Thậm chí đến cậu học sinh này cũng bị Azazel nhập vào. Habis lập tức đuổi theo, nhưng chỉ thấy Azazel đâm vào một ông chú. Ông chú này lên xe, sau đó lấy súng hướng về phía Habis bắn hai phát. Habis lập tức bắn trả. Ông chú trúng đạn và ngã xuống. Habis bước đến kiểm tra thi thể. Thế nhưng chuyện quỷ dị lại xảy ra rồi. Cô gái bên cạnh bắt đầu cất tiếng hát và đi đến trước mặt Habis nói: đoán xem với thân phận là một nhân chứng thì tao sẽ nói gì với báo chí đây? Không bao lâu, Habis bị cục trưởng cắt chức và điều tra. Habis dường như tuyệt vọng, về đến nhà lại phát hiện ra em trai mình đã bị giết chết, cùng một loại thuốc độc, cùng một chữ số, cùng một cách thức giết người. Lúc này, dưới lầu truyền đến âm thanh của còi cảnh sát. Habis biết rằng tất cả đều do Azazel giở trò. Không có thời gian đau buồn, anh dắt theo cháu trai nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn. Bọn họ cắt giấu Azazel, tìm đến nơi ở của Greta. Dựa theo ghi chép của Milano để lại biết được rằng Azazel không chỉ có thể thông qua tiếp xúc cơ thể để di chuyển linh hồn, mà trong vòng một giây khi chủ thể chết, di chuyển sang người gần đấy nhất trong phạm vi 500m. Habis lúc này mới hiểu rằng Milano tại sao lại lựa chọn tự sát ở một cánh rừng sâu như thế.
thì ra là để Azazel không thể tìm được chủ thể khác. Nhưng không biết vì sao, Milano cuối cùng lại thất bại. Habis vì để có thể hoàn toàn tiêu diệt Azazel, nên đã giao cháu trai nhờ Gretter chăm sóc. Một mình dẫn dụ Azazel đến căn nhà gỗ kia, chuẩn bị sống chết một trận với con quỷ này. Habis cố ý gọi điện cho cộng sự. Sau đó đợi đến đêm, quả nhiên cộng sự và cục trưởng đều tìm đến. Trong hai người này có một người là Azazel. Là ai đây? Lúc này cộng sự của anh đột nhiên bắn súng về phía cục trưởng. Sau đó hùng hồn nói rằng, biết được tao là ai thì mày làm gì được. Tao thích thì có thể nhập vào người mày bất cứ lúc nào, trong lúc giao đấu. Habis bắn trúng vào cộng sự, sau đó đốt một điếu thuốc. Nói với Azazel, điếu thuốc mà tao hút này chính là liều thuốc độc nhất để lấy mạng người đấy. Cho dù mày có nhập vào tao đi nữa, thì tao với mày cùng chết. Nói xong dùng súng bắn vào đầu cộng sự, Azazel mất đi chủ thể, chỉ có thể nhập vào người Habis. Hắn vội vã hướng ra ngoài mà chạy, nhưng chẳng được mấy bước liền ngã xuống mặt đất. Lúc này có một con mèo đi qua người Habis và bị Azazel nhập vào. Thì ra đây là nguyên nhân mà Milano trước đấy không thể giết chết Azazel. Habis cứ như vậy nằm trên mặt đất. Rõ ràng anh biết như vậy thì mình sẽ chết, nhưng anh không hề do dự. Mở con đường này chỉ có thể một mình anh bước đi. Đây không phải là tự nộp mạng, mà là chấp niệm với chính nghĩa. Tôi là bà Chi Review, mang đến cho các bạn những review về các bộ phim đặc sắc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập review sau nhé.